Hello mọi người, cách đây ngay gần Tết á, Yến có giao một cặp con búp bơ á. Hình như lúc đó mình không lên clip bận á, thì nay vài tháng sau chiếc búp bơ Jin nó thành vậy rồi nè. Trời đất ơi, ông anh ruột của tôi không độ, ông anh ruột thừa của Yến không độ nên ghi đông kiểu búp bơ. Thì nhờ camera quay lại gần đây cho mọi người xem cái ghi đông của con búp bơ này đã đổ lên nè, đã đổ lên cao nha. Lên cái nữa là cái chống đổ, và cái nữa là lên cái mô của sắt. Thì chút nữa Yến sẽ cái nửa camera, cái này nữa nè, cắt già luôn rồi. Lên cái túi, dời xi nhan, dời xi nhan ở phía sau về đây. Cái này lên đồ chơi rồi, gắn mát biển số bên hông cũng là đồ chơi rồi. Thật ra con này nó đã đẹp, bình thường nó đã đẹp rồi, thì cái dáng nó đổ lên kiểu nào cũng thấy đẹp, tùy theo nha, tùy theo gu từng người nha, chứ không có nói là đổ lên cũng đẹp nha, mà thật chất đổ lên nó đẹp nữa. Rồi cái màu bình xăng này đẹp, xe này xe 2023 thì cái màu đỏ này á nó tươi, nên đâm ra mình đổ lên á cái bình xăng nó đổi lên nhìn nó đẹp. Nhờ camera lại đây để nổ tiếng mô cho mọi người xem cái hồ độ nha, nó khác như thế nào so với bô Jin. Lưu ý khi nghe bô, nghe đừng ghiền. Kính luôn, thay bao tay luôn. Nói chung là ông anh ruột của tôi cũng biết chơi quá ha. Rồi, giá xe hiện tại của dòng Bopper này đang có giá là 625 triệu đến 631 triệu 600 ngàn tùy theo màu. Các anh chị em nào mà yêu thích dòng xe Bopper thì cứ liên hệ Yến. Ở bên mình thì vẫn có hỗ trợ qua ngân hàng nha. Ngân hàng sẽ hỗ trợ vay tối đa là 500 triệu. Mọi người muốn vay hoặc là như thế nào, đặt xe, cần tư vấn hoặc là chạy thử thì cứ liên hệ Yến nha. Gọi Yến. Bye. Rồi. Nhờ camera quay vòng tổng thể đi rồi bye bye nè.